Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Apple Channel. Mình là Hùng Review và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một số hỏi gì đáp nấy trên kênh Apple Channel của mình. Ok, trước khi đến với số hỏi đáp lần này thì nếu như các bạn đang có nhu cầu muốn mua những dòng iPhone hàng mới với một mức giá cực kỳ ngon, ví dụ như iPhone 11, mức giá loanh quanh đâu đó khoảng 12 triệu, iPhone 12 mức giá khoảng tầm 16 triệu, iPhone 13 mức giá khoảng tầm 20 triệu, hay những con như là Pro mức giá chỉ có 26 triệu này, Pro Max mức giá chỉ có tầm là 27 triệu hơn, thì tham khảo ngay tại Di Động Việt nhé. Còn bây giờ đến với nội dung chính của video ngày hôm nay. Ok, câu hỏi đầu tiên đến từ một bạn có tên là Sức Dũng. Anh ơi, có nên mua iPhone 11 hoặc 12 Bypass về chiến game không? Nghe iPhone Bypass thì thực sự đối với cá nhân mình không có cảm tình. Tại sao? Thứ nhất là con iPhone Bypass đấy mình đã từng mua rồi và mình đã biết là những con iPhone Bypass nó nát như thế nào để có được một cái mức giá rẻ. Màn hình lô này, vỏ lô này, main thì xào nấu, trời ơi, nó không còn một cái gì nữa. Bạn có thể xem lại cái video mà mình mở mổ bụng con iPhone 7 Plus Bypass thì các bạn sẽ thấy rằng là nó nát như thế nào đó. Rồi con iPhone Bypass thì nó gặp rất là nhiều các vấn đề về phần sử dụng, ví dụ như là không update phần mềm được, không cập nhật iOS được, và chúng ta đăng nhập tài khoản này đăng nhập tài khoản nọ cũng rất khó khăn, và đặc biệt không nghe gọi, không nhắn tin. Thế nên ấy, là mua một con iPhone Bypass để dùng thì mình thấy rằng là mình không có cảm tình, mình không có thiện chí, và mình không có recommend các bạn mua iPhone Bypass. Và mình chia sẻ thêm một thông tin đấy cho bạn là với những dòng iPhone Bypass ấy, thì chỉ có iPhone X, Apple A11 đổ về là có thể Bypass được thôi. Đó là theo như những cái thông tin mà mình biết. Thế nên là các bạn có thể dễ dàng tìm thấy được ví dụ như là iPhone 8 Plus Bypass, iPhone X Bypass. Nhưng mà khi các bạn tìm kiếm iPhone XR Bypass này, iPhone 11 Bypass, iPhone 12 Bypass thì gần như không có. Đó, và mình cũng đã thử tìm kiếm trước khi mà làm cái video này cho các bạn rồi. Và có thể là cái thông tin mình nghĩ rằng đúng các bạn ạ. Đó là chỉ bypass được với những dòng Apple A11 đổ về. Tại vì những cái dòng đời đó thì cái mức độ bảo mật nó còn thấp, nên là hacker có thể hack được cái iCloud và chúng ta có thể là vượt qua được cái tường bảo mật của Apple và chúng ta có thể là bypass được. Còn với những dòng cao hơn thì nộp. Đó, nên là anh em nào mà mua hàng Bypass thì chỉ có thể là mua iPhone 8 Plus các kiểu thôi. Và cũng chia sẻ thật các bạn, nếu mà có iPhone 11, 12 Bypass thì mình vẫn khuyên anh em đừng có ham giá rẻ mua hàng Bypass làm gì. Mua về cực kỳ hối hận luôn. Ok, với câu hỏi tiếp theo đến từ bạn có tên là Hiếu Hồ. Không biết là có phải là Hồ Quang Hiếu hay không. Tầm 3-4 triệu là mua Pixel XL hay là Sony Xperia 1. Chủ yếu là chụp ảnh, lướt TikTok, Facebook. Chúc anh sớm đạt 500k sub. Khi mà mình xem cái này câu hỏi của bạn xong thì mình nghĩ rằng là nên quất ngay cho mình con Pixel 3 XL đi. Tại vì yếu tố chụp ảnh và lướt TikTok, Facebook thì con Pixel 3 XL nó vượt mặt so với con Xperia 1 rồi. Con Xperia 1 pin nó cực đuối, và cũng như là cái sự khả năng chụp ảnh của Xperia 1 nó như các bạn. Camera của Xperia 1 cực xấu rồi. Nếu mà so với Pixel 3 thì nếu Pixel 3 XL thì thực sự như trứng chọi đá. Về phần camera thì Pixel nó là một đẳng cấp khác. Đó, lướt TikTok hay là Facebook thì mình thấy cái sự ổn định của nó trên con Pixel 3 XL nó vẫn đỉnh hơn. Và mình nghĩ rằng là tầm này nếu mà bạn không chơi game thì con Pixel 3 XL nó quá ngon rồi. Nếu như được lựa chọn một trong hai sản phẩm này với mục tiêu, mục đích của bạn thì mình vẫn lựa chọn Pixel 3 XL thôi. Ok, Duy Nghiêm có hỏi mình là anh ơi, tầm giá tầm 5 triệu mua hàng cũ trả bảo hành ở Thế Di Động có con nào chơi Liên Quân Marketing tầm 2-3 năm không? Pin ổn không anh? Với câu hỏi của bạn ấy thì mình có lên Thế Di Động check thì mình thấy rằng có một con mà đáp ứng được rất tốt nhu cầu của bạn. Thực sự thì mình thấy rằng là mua hàng cũ mà chúng ta mua ở chợ tốt hay là một vài cái kênh bán hàng mà kiểu người dùng bán ấy thì còn có nhiều lựa chọn ngon. Ví dụ như 5 triệu thì có thể là mua được một vài cái con flagship hàng cũ, ví dụ như là 5 triệu thì mình được mua được LG V60, 5 triệu thì có thể là mua được một vài con, ví dụ như là con Xiaomi 10T, 10T Pro các bạn. Đó, hoặc là 5 triệu thì cũng có thể là mua được một vài con máy sách tay khác, ví dụ như IQ Neo hàng sách tay. Nhưng mà với yêu cầu của bạn là mua ở Thế Giới Di Động thì mình chỉ có thể tìm được một con duy nhất và hợp lý nhất, đó là con Redmi Note 10 Pro. Con Redmi Note 10 Pro thì quá quen thuộc, trong năm 2021 đã tạo ra một cơn sốt rất lớn rồi. Thứ nhất, màn hình lớn 6.7 inch, con này có màn AMOLED 120Hz, đó, khả năng hiển thị ngon. Hiệu năng với con chip Snapdragon 732G thì bạn chơi Liên Quân Max Setting khoảng tầm 2-3 năm vẫn thoải mái, tại vì Liên Quân thì nó chắc là không nặng hơn nữa đâu. Đó, rồi camera, con này 108 chấm, khả năng chụp ảnh cũng tốt, và pin trâu 5000 mAh, có sạc nhanh 33W. Thì thực sự là với tất cả những yếu tố đó thì mình thấy rằng là
một con máy hàng lướt ở thế di động thì nó xứng đáng rồi. Còn nếu mà bạn muốn cân nhắc thêm thì có thể là cân nhắc cố thêm một tí nữa, khoảng tầm là gần 6 triệu bạn có con Galaxy A52 5G hàng lướt ở thế giới động, thì con đấy sẽ có con chip Snapdragon 750G, hiệu năng nó sẽ nhỉnh hơn so với 732G, rồi nó có kháng nước này, nó có thương hiệu tốt hơn đó. Còn lại về phần trải nghiệm chiến game màn hình các kiểu thì Galaxy A52 5G nó cũng ngon đó các bạn ạ. Nói chung là có thể cố được thì mua A52 5G hàng lướt, còn nếu mà không thì thôi mua Redmi Note 10 Pro cũng cực kỳ ngon rồi. Bạn anh A Dạ Và có hỏi mình là anh ơi cho em hỏi là con Redmi C35 có một cái rất là buồn cười là cực kỳ nhiều các bạn xem video của mình hay nhầm lẫn thương hiệu Xiaomi, Redmi và cũng như là Realme. Thì ở đây là con Realme C35 chứ không phải là Redmi, và hai thương hiệu Redmi và Xiaomi khác nhau hoàn toàn, không phải là nó là một đâu nha các bạn. Đó, thì con Realme C35 đấy thực ra là con Nazo 50A RAM, một cái phiên bản nâng cấp nhẹ về phần CPU, tại vì tất cả những thông số về phần màn hình này, về phần camera, pin các kiểu ấy nó y chang. Đó, chẳng qua là con C35 thì nó chạy con Unistock T616, còn con Nazo 50A RAM ấy thì nó chạy Unistock T612, cái hiệu năng không chênh lệch nhiều đâu, khoảng tầm 10-15% thôi. Nhưng mà mức giá chênh nhau cả triệu bạc thì mình thấy rằng là mua con Nazo 50A RAM tiết kiệm hơn nhiều. Còn nếu như bạn thích một thiết kế đẹp mà thích thương hiệu Realme thì tầm giá khoảng tầm 4 triệu thì con Realme C35 mình thấy cũng ổn và đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Nhưng mà nếu mà để tối ưu trong tầm tiền 4 triệu ấy thì mình vẫn recommend bạn là một là thích thiết kế đó, thích thương hiệu Realme thì mua Nazo, hai là mua Redmi Note 11 với chênh nhau khoảng tầm 100-200 nghìn, nhưng trải nghiệm của nó khác biệt hơn hẳn thể các bạn. Đó nên là kèo này thì một là Nazo 50A RAM, hai là nếu bạn thích con C35 quá rồi thì mua cũng được, tại vì cấu hình tầm giá thương hiệu Realme như vậy ổn, hoặc là muốn có nhiều trải nghiệm hơn thì mua Redmi Note 11. Ok, bạn The Best có hỏi mình là em đang dùng con Xperia XZ2 có nên đổi sang iPhone 7 hoặc 7 Plus không ạ? Không, nếu như mà bạn dùng Xperia XZ2 bạn đổi qua 7 hoặc 7 Plus thì bạn sẽ thấy rằng là đây là một cái sự hạ cấp chứ không phải là nâng cấp, tại vì căn bản 7 và 7 Plus có nhiều thứ mà không được ngon bằng Xperia XZ2. Ví dụ như là về phần trải nghiệm sử dụng thì mình thấy 7 Plus có khi còn lag hơn, chơi game thì cũng không có ngon bằng, nhanh tối màn hình, drop FPS cực kỳ nhanh, nên là nếu mà có update ấy, nâng cấp lên Xperia 5 hoặc Xperia 1 xứng đáng hơn cực kỳ nhiều. Hải Nguyên có hỏi mình là anh Hùng ơi, trong những con chip như là G96 này, 800U này, 810 này, Snapdragon 750G thì con chip nào mạnh và tối ưu nhất hả anh? Nếu mà nói mạnh và tối ưu nhất thì mình nghĩ là con chip Snapdragon 750G, tại vì vừa chip đầu 7 này, tiến trình nhỏ này mà lại hỗ trợ 5G nữa thì phải nói rằng là cực kỳ tối ưu luôn. Đó. Về phần nhiệt độ chơi game thì con chip Snapdragon 750G nó cũng rất là mát mẻ và không hề quá nóng. Còn con chip Dimensity 800U thì mình thấy rằng là nó vẫn gặp nhiều bất cập. Con Helio G96 thì nó là một con chip mà mình thấy rằng là nó không được tối hóa cho cái việc gaming hay là trải nghiệm hiệu năng tốt, nên là mình thấy rằng là cũng không có tối ưu cho lắm. Còn con Dimensity 810 nó ngon, thực sự là nó ngon, hiệu năng của nó tốt, phải nói là ngang ngửa với con chip Snapdragon 750G. Nhưng mà được cái là nó không có phổ biến, nó chỉ xuất hiện trong một vài con máy mà được ra mắt từ đầu năm 2021 hoặc là tầm 2020, nên là 750G vẫn là một con chip phổ biến, tối ưu và dùng ngon, tối ưu nhất mà mình nghĩ rằng là nó hợp lý nhất. Ok, bạn Ti Quỳnh có hỏi mình là anh cho em hỏi, khi sạc con iPhone 7 bị loạn cảm ứng và nó bị giật ra ngoài, cài đặt vân tay thì không nhận, mong anh giải thích, pin còn tầm 76%, có nên mua bộ sạc linh kiện loại 1 không? Cái này, cái lỗi này là chắc chắn 100% là do củ sạc, vì mình đã thử một con iPhone 8 Plus và mình đã thử một vài con iPhone. Khi mà chúng ta sử dụng những củ sạc không chuẩn, không đúng với cái cấp nguồn ấy, hoặc là con chip trên cái củ sạc lô ấy, nó kém chất lượng, nên là khi mà cắm vào máy, nó bị loạn cảm ứng, nó bị không nhận vân tay. Và cái này các bạn chỉ việc thay bằng một củ sạc chính hãng là xong. Củ sạc chính hãng ở đây có hai loại. Một là bạn mua củ sạc zin của Apple, đừng mua hàng lô nữa, mà củ sạc zin thì mặn lắm, nên là thôi, mình nghĩ rằng là nên bỏ qua phương án đấy. Hai là chúng ta mua những củ sạc chính hãng như kiểu của Xiaomi, rồi của Anker, của nhiều thương hiệu như là Remax chẳng hạn đó, hoặc là Bayset chẳng hạn. Bạn mua lên Lazada, Shopee mức giá cực rẻ, chỉ có 100-200 nghìn cả combo củ sạc cắp sạc, và bạn mua combo đấy thì mình thấy rằng nó sẽ fit được cái lỗi là bị loạn cảm ứng. Và nên, nếu mà các bạn dùng iPhone nên dùng hàng zin, tốt nhất là hàng zin máy, hai là hàng sử dụng những cái sản phẩm chính hãng bên thứ ba,
chứ đừng mua hàng lô, hàng loại một cực kỳ kém chất lượng. Và với những củ sạc kém chất lượng, nó có khi làm nhanh chai pin hơn, dẫn đến hư máy, hư màn hình, loạn cảm ứng sau này. Cực kỳ là nhiều cái nhược điểm mà bạn nên tránh xa. Ok, đó là tất cả những câu hỏi có trong số hỏi gì năm nay lần này của mình. Các bạn nghĩ sao về những câu trả lời? Đừng quên comment ở ngay bên dưới nhé. Có bất cứ câu hỏi nào thì có thể là để lại ở ngay phần bình luận của video này.